Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Máu Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin về tình hình Biển Đông và Trung Quốc hôm nay có những nội dung chính như sau. Mỹ sẽ công bố quan điểm chính thức về Biển Đông. Tin chính thức về giàn khoan North Clyde Bắc Đô. Mỹ trừng phạt Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản và Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ sẽ công bố quan điểm chính thức về Biển Đông. Đêm ngày 10 tháng 7, hãng tin Bloomberg dẫn hai nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ dự tính đưa ra một thông báo vào tuần tới liên quan đến căng thẳng leo thang tại Biển Đông. Cụ thể, Bloomberg viết rằng Mỹ đã nêu ra lo ngại về quyết định của Trung Quốc tiến hành tập trận tại vùng biển tranh chấp tại Hoàng Sa. Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước gọi những hành động đó là phi pháp và Mỹ đang có một kế hoạch vạch ra quan điểm chính thức vào tuần tới. Không có nhiều chi tiết về thông báo được tiết lộ, nên chúng ta chưa thể đánh giá được tầm quan trọng của nó và liệu nó có thể đánh dấu một bước ngoặt nào đó trong quan điểm của Mỹ về Biển Đông hay không. Theo như cách viết trên của trang Bloomberg, thì không loại trừ khả năng thông báo này liên quan đến cuộc tập trận tại Hoàng Sa, nghĩa là có thể liên quan đến quan điểm của Mỹ về vấn đề Hoàng Sa. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong nhiều suy đoán. Chúng tôi dự đoán quan điểm chính thức của Mỹ sẽ liên quan đến vấn đề Biển Đông rộng hơn, và có thể liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước ven biển. Động thái của Mỹ được lên kế hoạch giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông, khi mà hai nước gần như cùng một lúc tiến hành các cuộc tập trận quy mô tại khu vực. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng thể hiện sự quan tâm sát sao hơn đến tình hình Biển Đông và gần như luôn đưa ra một tuyên bố lên án trước những động thái phi pháp của Trung Quốc trong khu vực, hay triển khai các tàu chiến phản ứng với những hành động của Trung Quốc, với hai ví dụ cụ thể là vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam tại Biển Đông vào tháng 4 và vụ tàu Hải Dương Địa chất 4 lượn lờ trong vùng biển Việt Nam cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Đặc biệt, nó diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia nhập cuộc chiến pháp lý về Biển Đông với việc gửi thư lên Liên Hợp Quốc bác bỏ những yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông vào đầu tháng 6, cũng như có những động thái có hàm ý thể hiện quan điểm pháp lý của mình. Chúng ta hãy chờ xem quan điểm chính thức của Mỹ là gì, liệu nó có phải là dưới hình thức một tuyên bố hay một công thư công hàm mới gửi lên Liên Hợp Quốc hay không. Tin chính thức về giàn khoan North Clyde Bắc Đô. Trong báo cáo mới nhất về tình hình của đội tàu ngày 9 tháng 7, tập đoàn North Clyde cho biết hoạt động của giàn khoan North Clyde Bắc Đô tại Việt Nam đã bị hủy bỏ. Theo thông tin chính thức công bố trước đó, Noble được một công ty không nêu tên ký hợp đồng thuê giàn khoan Noble Clyde Bắc Đô để khoan tại vùng biển Việt Nam trong vòng 2 tháng, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7. Truyền thông quốc tế khi đó tiết lộ Noble Clyde Bắc Đô được hãng Rosneft của Nga thuê. Một số thông tin xuất hiện trên mạng thời gian vừa qua cũng cho hay Noble Clyde Bắc Đô được thuê để khoan ở lô 06.1 do Rosneft điều hành. Tuy nhiên, giàn khoan này vẫn yên vị tại Vũng Tàu từ cuối tháng 4 đến tận hôm 11 tháng 7. Và đến ngày 9 tháng 7, Noble đã thông báo chính thức về việc hủy hợp đồng khoan North Clyde Bắc Đô. Trong trường hợp cập nhật về tình hình đội tàu, Noble cũng cho biết hợp đồng của North Clyde Bắc Đô có điều khoản bồi thường hủy hợp đồng. Mỹ trừng phạt Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 9 tháng 7 có thể là một ngày mang tính bước ngoặt đối với quan hệ Mỹ và Trung Quốc, khi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ gần như đồng thời thông báo về việc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương theo luật Magnitsky. Điều đáng chú ý nhất trong danh sách bị đóng băng tài sản ở Mỹ là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Tân Cương Trần Toàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao như thế của Trung Quốc bị áp lệnh trừng phạt. Danh sách tổ chức cá nhân bị trừng phạt bao gồm cựu Phó Bí thư Khu ủy Tân Cương Chu Hải Lùn, Ty Công an Tân Cương, Ty trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Tân Cương Vương, cựu Bí thư Đảng ủy Công an Tân Cương Hoắc Lưu Quân. Ngoài ra, ba ông Trần Toàn Quốc, Chu Hải Lùn và Vương Minh Sơn cùng người thân trong gia đình của họ cũng bị Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Không rõ các quan chức này có tài sản tại Mỹ hay không, nhưng ngoài tính biểu tượng, động thái của Mỹ là lời cảnh báo lạnh lùng rằng các quan chức cấp cao Trung Quốc từ nay sẽ không còn tự tung tự tác mà không ai có thể làm gì. Việc áp dụng lệnh trừng phạt chỉ vài tuần sau khi đạo luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ được Tổng thống Donald Trump ký thành luật cho thấy chính quyền Mỹ đang hành động với tốc độ sấm sét.
Đạo luật này kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc dựa theo đạo luật Magnitsky. Tuy nhiên, những biện pháp trừng phạt liên quan đến Tân Cương chưa thể là gì so với những động thái quyết liệt tiềm tàng của Mỹ trong thời gian tới liên quan đến luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Những biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Mỹ để trả đũa việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông có vẻ như đang đẩy hệ thống tài chính và ngân hàng tại Trung Quốc nói chung và đặc khu này nói riêng lao vào cuộc chạy đua chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất. Theo hãng tin Reuters, các ngân hàng Trung Quốc đang tổ chức lại các kế hoạch dự phòng trong trường hợp Mỹ trừng phạt các ngân hàng phục vụ các quan chức bị áp lệnh trừng phạt liên quan đến đạo luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông. Kịch bản tồi tệ nhất mà họ xác định là bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế bằng đồng đô la. Vì tác động quá sâu rộng từ đạo luật tự trị Hồng Kông mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký thành luật trong thời gian tới, các ngân hàng Mỹ và châu Âu hoạt động tại Hồng Kông cũng đang gấp rút rà soát danh sách khách hàng có khả năng là đối tượng bị trừng phạt để tránh bị ảnh hưởng. Có vẻ như quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn không có điều gì là không thể và mức độ leo thang thay đổi theo từng tuần, nếu không muốn nói là theo từng ngày. Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản và Đài Loan như để sát muối vào sự tổn thương cảm xúc của 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày 9 tháng 7 cũng thông báo phê chuẩn hợp đồng mua bán vũ khí tiềm tàng cực lớn với Nhật Bản là 105 chiếc F-35 Lightning II với tổng trị giá 23 tỷ đô la. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông qua gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot dành cho Đài Loan với giá 620 triệu đô la. Trước những diễn biến kịch tính trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, dường như đang có những dấu hiệu cho thấy một bộ phận quan chức và cựu quan chức Trung Quốc đang nỗ lực hạ nhiệt bầu không khí dân tộc chủ nghĩa, siêu hầu và chiến lang tại nước này. Khởi đầu là bài viết của cựu phó ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Lực trên trang web của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Trong bài viết này, ông Chu nêu ra 6 thay đổi mà Trung Quốc cần phải chuẩn bị ứng phó, chuẩn bị cho sự xấu đi trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, sự leo thang toàn diện của cuộc đấu tranh này, đối phó với sự sụt giảm nhu cầu bên ngoài và sự đứt gãy chuỗi cung, chuẩn bị cho sự bình thường mới trong việc chung sống với đại dịch virus corona trong thời gian dài, thoát khỏi sự thống trị bá quyền của đồng đô la và dần dần hiện thực hóa việc phân ly đồng nhân dân tệ với đồng đô la, chuẩn bị cho sự bùng nổ cuộc khủng hoảng thực phẩm toàn cầu, chuẩn bị cho sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Trong bài viết này, thì ông Chu không ngại vẽ ra một bức tranh ảm đạm mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt trong thời gian tới. Dấu hiệu thứ hai là những sĩ quan diều hầu về hưu của Trung Quốc lần lượt xuất tướng với những bài viết có thái độ khác thường so với phong cách thường thấy của họ trước đây. Cụ thể, trong hai bài viết khác nhau, Thiếu tướng Kiều Lương và Đại tá Đới Húc đều có chung nhận định rằng Trung Quốc chưa đủ thực lực để đối đầu với Mỹ. Tư duy chiến lang hiện nay chỉ mang đến thảm họa cho Trung Quốc. Dấu hiệu thứ ba là các bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành và Ngoại trưởng Vương Nghị trong hai ngày qua. Không chứa đầy những ngôn ngữ đe dọa thường thấy, hai bài phát biểu này có vẻ mềm mỏng và thông điệp chủ đạo là Trung Quốc không phải là kẻ thù của Mỹ và không ôm mộng thay thế vị trí của Mỹ, siêu cường số 1. Đáng chú ý là các bài phát biểu và bản dịch tiếng Anh được đăng tải rất nhanh chóng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Có thể Bắc Kinh cảm thấy họ đã đi quá xa và đang nỗ lực vạch ra đáy mới để ngăn đà rơi xuống thấp hơn nữa của quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Hoặc đó có thể là một tín hiệu chia cạnh ưu lưu ra với Mỹ, hoặc là nỗ lực hạ hỏa những cái đầu nóng tại Bắc Kinh, hoặc có thể là cả ba. Bản tin của kênh Mó Việt Nam đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.